Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 6 Công dân với các quyền tự do cơ bản. Ở các tiết học trước, các em đã được học 4 quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp, trong luật, quy định mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Với quyền thứ nhất, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Quyền thứ hai là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Quyền thứ ba là quyền bất khả xâm phạm về chủ ở của công dân. Quyền thứ tư là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại và điện tín. Trong tiết học ngày hôm nay, các em sẽ được học thêm quyền tự do thứ năm của công dân, đó là quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm của nhà nước công dân trong việc đảm bảo thực hiện quyền tự do cơ bản của công dân. Quyền tự do ngôn luận. Tại thế nào là quyền tự do ngôn luận? Tự do ngôn luận ở đây có phải là chúng ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm hay không? Và pháp luật có quy định như thế nào về quyền tự do ngôn luận của công dân? Chúng ta tìm hiểu khái niệm này. Khái niệm quyền tự do ngôn luận của công dân có nghĩa là công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Và với quyền này được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa trong rất nhiều ngành luật. Luật hình sự năm 2015, luật văn hóa năm 2016. Vậy, để làm rõ hơn khái niệm quyền tự do ngôn luận, cô và các em sẽ làm một bài tập tình huống sau đây. Là bác sĩ A đã công bố cho mọi người biết thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của một số bệnh nhân bị nhiễm HIV khi chưa có sự đồng ý của họ. Khi các bệnh nhân phản đối, bác sĩ A cho rằng công dân có quyền tự do ngôn luận nên việc làm của mình là không hề sai. Vậy theo em, bác sĩ A giải thích như vậy có đúng không? Vì sao? Như vậy, với tình huống này, các em có thể trả lời như sau. Cách giải thích của bác sĩ như vậy là trái với quy định của pháp luật. Bởi vì theo quy định của pháp luật, người bị nhiễm HIV có quyền được giữ kín thông tin về bệnh tật của mình. Thứ hai là bác sĩ phải có nghĩa vụ giữ kín bí mật thông tin cho bệnh nhân và mọi sự công bố đều phải có sự đồng ý của bệnh nhân. Trong trường hợp đây, các em thấy rõ là các bệnh nhân phản đối. Như vậy, cách giải thích của bác sĩ như vậy là không đúng pháp luật. Vậy, pháp luật quy định mỗi công dân chúng ta đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng phải theo quy định của pháp luật, không có tự do ngôn luận một cách tuyệt đối. Là vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Cô và các em cùng trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, công dân phải tuân theo quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận. Bởi vì có tuân theo quy định của pháp luật thì mới tránh được quyền sử dụng tự do ngôn luận một cách bừa bãi hoặc lợi dụng tự do ngôn luận để làm những việc gây hại cho lợi ích của người khác và của xã hội. Như vậy, với việc thực hiện quyền tự do ngôn luận để phát huy tác dụng tích cực của nó, thì mỗi công dân chúng ta phải nói đúng lúc, phải nói đúng lời, chúng ta phải nói đúng chỗ và chúng ta phải nói đúng sự thật. Vậy, quyền tự do ngôn luận được thể hiện ở những hình thức nào? Các em đi vào các hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Ở đây có 3 hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận. Một là công dân được trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng trường, lớp, cơ quan và địa phương sinh sống. Đối với học sinh các em, ở trường học các em thực hiện quyền này như thế nào? Thì các em thấy là học sinh của các em, chúng ta thường thực hiện quyền này bằng cách là tự do phát biểu ý kiến, xung phạm, kiểm tra vị cũ, hoặc là các em nhắc nhở một bạn nào đó trong lớp thường xuyên đi học muộn, vi phạm nề nếp tác phong để ảnh hưởng đến thi đua trong lớp mình. Bây giờ cô có bức ảnh sau đây, các em cùng quan sát. Trong bức ảnh sau đây, đó là hình ảnh trong một cuộc họp ở một cơ quan tổ dân phố. Người dân là trực tiếp đứng lên phát biểu ý kiến về những vấn đề mình quan tâm. Ví dụ về việc làm cho thanh niên ở địa phương, về bảo vệ môi trường, về vấn đề xử lý rác thải vô cơ và hữu cơ. Đó là công dân chúng ta thực hiện quyền tự do ngôn luận mang tính chất trực tiếp. Vậy, ngoài hình thức ngôn luận mang tính chất trực tiếp ra, công dân chúng ta có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận mang tính chất gián tiếp bằng cách là công dân có thể viết bài, gửi đơn báo, bày tỏ những cái quan điểm của mình về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chúng ta biết ủng hộ cái tốt, cái đúng, đồng thời chúng ta phải phê phán cái sai, cái tiêu cực trong đời sống xã hội hiện nay. Như vậy thì công dân chúng ta thực hiện như thế nào? Thì công dân chúng ta có thể thực hiện quyền này bằng cách chúng ta viết bài, gửi đăng báo qua đài truyền thanh, qua đài truyền hình, bày tỏ những ý kiến của mình về những vấn đề mình quan tâm. Cô ví dụ có thể là vấn đề về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, về vấn đề học của học sinh trong những ngày nghỉ để tránh dịch COVID-19, về vấn đề thi của học sinh 12 trong thời gian tới. Ngoài ra, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin hiện nay, đặc biệt đó là cuộc cách mạng 4.0, công dân chúng ta có thể viết những bài viết đang trên mạng xã hội và được mọi người đọc, chia sẻ. Có những bài viết có tính chất tích cực, có hiệu quả rất cao, nhưng có những bài viết mang tính chất tiêu cực, gây hoang mang dư luận cho nhân dân. Cô đơn cử một ví dụ là tháng 2 trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh có mời 3 văn nghệ sĩ. Thứ nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thứ hai là diễn viên Ngô Thanh Văn, thứ ba là diễn viên Cát Phượng lên làm việc. Về việc là những văn nghệ sĩ này đã đưa những thông tin sai lệch về dịch corona, gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Và các văn nghệ sĩ đó đã lên làm việc, nhận ra sai, sửa sai và bị xử phạt hành chính với mức phạt 10 triệu đồng. Như vậy, đây là hình thức thứ hai công dân chúng ta thực hiện ngôn luận bằng dính chắc gián tiếp. Hình thức thứ ba là công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri cơ sở. Cô ví dụ, người dân chúng ta được quyền góp ý xây dựng những dự thảo luật mới.
hoặc người dân chúng ta, cử tri chúng ta được góp ý với các đại biểu quốc hội về những vấn đề mình quan tâm, ví dụ về y tế, về giáo dục, về đất đai, về hôn nhân gia đình, vân vân. Như vậy, hiện nay các em biết trên đài phát thanh, đài truyền hình và một số báo có mở chuyên mục để công dân tham gia góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Em hãy nêu tên một vài thư mục mà em biết. Như vậy, với câu hỏi này, các em có thể trả lời rất nhiều những thư mục mà em biết. Sau đây, cô chỉ gợi ý cho các em một số chuyên mục mà trong những năm qua hoạt động rất có hiệu quả và đã gây được một tiếng vang lớn trong nhân dân. Chuyên mục thứ nhất là hộp thư truyền hình. Ngoài hộp thư truyền hình ra, các em còn thấy có những chuyên mục sau. Chuyên mục thứ hai là với khán giả VTV3. Chuyên mục thứ ba là bạn của nhà nông. Chuyên mục thứ tư là an toàn giao thông. Chuyên mục thứ năm là nhịp cào tuổi thơ. Đây là một số chuyên mục hoạt động rất có hiệu quả. Ngồi những thư mục đó, các em tìm thêm một số thư mục khác hoặc một số blog khác trên phương tiện truyền thông hiện nay. Như vậy, đó là ba hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. Vậy, các em thấy học sinh chúng ta cần phải làm gì để thực hiện quyền tự do ngôn luận đúng pháp luật? Thì với đây là với học sinh, cho nên cô chỉ định hướng một số hình thức sau đây để công dân chúng ta thực hiện đúng pháp luật. Ví dụ, công dân chúng ta là học sinh chúng ta được góp ý kiến trong những giờ sinh hoạt lớp, trong những giờ sinh hoạt tổ, trong những hoạt động của đoàn trường. Thứ hai là chúng ta có thể học sinh có thể trình bày những nguyện vọng và nhờ giải đáp những thắc mắc nếu thấy chưa hiểu. Thứ ba là học sinh chúng ta có quyền được yêu cầu bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần. Như vậy, muốn nắm được điều đó thì học sinh chúng ta cần phải, thứ nhất, học tập chúng ta cần phải nâng cao trình độ văn hóa. Thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu hiến pháp. Thứ ba là chúng ta tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể. Như vậy, quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền tự do không thể thiếu trong một xã hội dân chủ. Đây là quyền tự do mà con người chúng ta được tự do, được dân chủ, được thể hiện quyền lực của mình, được trực tiếp góp ý kiến để xây dựng nhà nước, được phản ánh những tâm tư, nguyện vọng thiết thực của mình. Đây là nơi biểu dương những tấm gương, những điển hình tiên tiến. Như vậy, quyền tự do ngôn luận của công dân có ý nghĩa như thế nào? Các em đi vào phần ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận, đây chính là điều kiện để công dân chúng ta tham gia vào các hoạt động của nhà nước và xã hội, đảm bảo quyền tự do, dân chủ và quyền lực thực sự thuộc về công dân. Như vậy là các em đã học được 5 quyền tự do cơ bản của công dân với thời lượng 4 tiết. Cô xin nhắc lại cho các em là quyền thứ nhất là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Quyền thứ hai là quyền được đảm bảo an toàn bí mật về thư tín, điện thoại và điện tín. Quyền thứ ba là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, danh dự, nhân phẩm của công dân. Quyền thứ tư là quyền bất khả xâm phạm về chủ ở của công dân. Quyền thứ năm đó là quyền tự do ngôn luận. Đây là những quyền hết sức cần thiết đối với mỗi con người chúng ta. Vậy nhà nước và công dân có trách nhiệm như thế nào để công dân chúng ta được thực hiện quyền tự do của mình? Các em đi vào phần 2. Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. A. Trách nhiệm của nhà nước theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục hiện nay. Phần A, các em đọc thêm. Các em sang phần B, trách nhiệm của công dân. Thế thì công dân chúng ta cần phải có trách nhiệm như thế nào để đảm bảo quyền tự do cơ bản của công dân? Thì để người dân chúng ta thực hiện đúng pháp luật, làm theo pháp luật, thì công dân chúng ta phải hiểu pháp luật, hiểu được mình có những quyền tự do cơ bản nào. Như vậy, trách nhiệm thứ nhất của công dân chúng ta là phải học tập, phải nắm được nội dung cơ bản, quyền tự do cơ bản của công dân. Ta được làm những gì, ta phải làm những gì và ta không được làm những gì để ta tự bảo vệ mình và chúng ta tự bảo vệ những người xung quanh. Và bức ảnh các em thấy đây, đó là hình ảnh học của học sinh tích cực học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của công dân và để nắm được kiến thức của mình có thể rèn đức và rèn tài trong tương lai. Trách nhiệm thứ hai của công dân là chúng ta phải biết phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân. Đây là việc làm rất thiết thực và cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta thấy cái sai, cái xấu mà chúng ta lờ đi, chúng ta bỏ qua, chúng ta không đấu tranh, thì mặc nhiên cái xấu nó sẽ tồn tại và sẽ lan dần ra. Vì lâu về dài, nó có thể ảnh hưởng đến công dân và toàn xã hội. Thứ ba là tham gia giúp đỡ các cán bộ nhà nước khi thi hành quyền bắt người, khám xét chỗ ở trong trường hợp pháp luật cho phép. Và trong cái bức hình trên, các em thấy đây là hình ảnh có sự tham gia bắt cướp của người dân phối hợp với công an. Và ngồi người dân ra thì các em thấy hiện nay có rất là nhiều hiệp sĩ đường phố, người ta xả thân của mình để bảo vệ sự bình yên nơi họ sinh sống. Trách nhiệm thứ tư là chúng ta phải nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng pháp luật, tự giác thực hiện pháp luật, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác. Đó là trách nhiệm rất thiết thực, rất cần thiết của mỗi công dân chúng ta trong thời đại hiện nay. Để củng cố nội dung các em vừa học trên đài, cô và các em cùng làm một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Tự do ngôn luận có nghĩa là chỉ có công chức nhà nước mới có quyền tự do ngôn luận. Câu B. Mọi người đều có quyền tự do nói những gì mình muốn. Câu C. Công dân có quyền phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề của đất nước. Câu D. Không ai được phép can thiệp đến phát ngôn của người khác. Vậy thì trong 4 câu trên, các em lần lượt chọn câu nào là câu đúng nhất.
với câu A, chỉ có công chức nhà nước mới có quyền tự do ngôn luận. Đây là câu sai. Bởi vì các em đã học quyền tự do ngôn luận là người thực hiện tất cả mọi công dân. Câu B, mọi người đều có quyền tự do nói những gì mình muốn. Ở đây, tự do ngôn luận nhưng phải theo quy định của pháp luật. Thế thì mọi người đều có quyền tự do nói những gì mình muốn. Đây là câu sai. Câu C, công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề của đất nước. Đây là câu đúng. Câu D, ta xem thử câu D đúng hay sai. Không ai được phép can thiệp đến phát ngôn của người khác. Như vậy, các em thấy rõ ràng, đây là câu sai. Như vậy, câu trả lời đúng nhất của câu 1 đó là công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề của đất nước. Chúng ta chuyển sang câu 2. Trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận? Các em lưu ý ở đây là vi phạm quyền tự do ngôn luận. A. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường hạm, địa phương mình. Câu B. Phát biểu những nội dung vượt quá thẩm quyền cho phép. Câu C. Kiến nghị với các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri. Câu D. Góp ý cho dự thảo luật mới. Ta tìm hiểu xem bốn phương án trên, phương án nào là phương án vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Câu A, phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình. Đây là câu đúng về phần công dân chúng ta thực hiện ngôn luận mang tính trực tiếp. Câu B, phát biểu những nội dung vượt quá thẩm quyền cho phép. Như vậy, quyền tự do ngôn luận của công dân, các em biết để phát huy tác dụng tích cực của nó là các em phải nói nó đúng sự thật. Chúng ta phải nói đúng lúc, chúng ta phải nói đúng nơi và chúng ta phải nói đúng chỗ. Như vậy, đây là câu sai. Câu C, kiến nghị với đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri. Đây là câu đúng. Góp ý cho dự thảo luật mới. Đây là câu đúng với những hình thức mà các em đã được học. Như vậy, với câu 2, câu sai quyền tự do ngôn luận của công dân đó là phát biểu những nội dung vượt quá thẩm quyền cho phép. Câu 3, quyền tự do ngôn luận là việc công dân được. Phương án thứ nhất, tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ cái gì mình muốn. Câu B, tự tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Câu C, trực tiếp phát biểu ý kiến, xây dựng cơ quan, trường học, tổ dân phố trong cuộc họp. Câu D, tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến ở bất cứ đâu. Với câu A, tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, vì bất cứ cái gì mình muốn. Đây là câu sai. Bởi vì công dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng chúng ta phải nói đúng lúc, đúng nơi và phải đúng chỗ thì mới có tác dụng tích cực. Câu B, tự tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Đây là câu sai. Câu C, trực tiếp phát biểu ý kiến, xây dựng cơ quan, trường học, tổ dân phố trong các cuộc họp. Như vậy, đây là câu đúng. Bởi vì các em đã được học trong những hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. Và công dân ta được thực hiện ngôn luận bằng tính chất trực tiếp. Câu D, tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến ở bất cứ đâu. Đây là câu sai.
Bởi vì công dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng không mang tính chất tuyệt đối. Tự do ngôn luận phải theo quy định của pháp luật. Như vậy, phương án đúng nhất của câu 3 là câu trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, tổ dân phố, trạm cấp, cục hộ. Các em sang câu thứ 4. Công dân được viết bài, gửi đăng báo, phản ánh và phê phán hành vi sai trái trong xã hội là công dân thực hiện quyền. Câu A, sáng tạo. Câu B, tự do tư tưởng. Câu C, học tập. Câu D, tự do ngôn luận. Thì cô hy vọng rằng với những kiến thức mà các em đã được học đây, chắc chắn các em sẽ trả lời phương án đúng nhất là tự do ngôn luận. Bởi vì ở đây công dân chúng ta viết bài, gửi đăng báo là thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. Như vậy câu đúng nhất là tự do ngôn luận. Câu đi. Ta chuyển sang câu thứ 5. Trong buổi tiếp xúc với cử tri nơi cư trú phường A, ông D đã có ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân về tạo việc làm cho thanh niên trong phường. Ông D đã thực hiện quyền nào dưới đai của công dân? Câu thứ nhất, quyền tự do cá nhân. Câu B, quyền tự do lao động. Câu C, quyền tự do kinh doanh. Câu D, quyền tự do ngôn luận. Các em lưu ý ở đây cho cô là ông D đã có ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân về tạo việc làm cho thanh niên trong phường. Như vậy, phương án đúng nhất ở đây là quyền tự do ngôn luận. Như vậy, phương án trả lời đúng nhất đó là câu D. Câu 6. Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân khi thực hiện các quyền tự do cơ bản. Các em lưu ý ở đây là không thể hiện trách nhiệm của công dân. Câu A, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Câu B, tích cực giúp đỡ các cơ quan nhà nước khi thi hành pháp luật. Câu C, không tố cáo những việc làm trái pháp luật của người khác. Câu D, học tập, tìm hiểu để nắm vững các quyền tự do cơ bản của công dân. Như vậy, câu không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phần trách nhiệm của công dân, đây là câu đúng. Câu B, tích cực giúp đỡ các cơ quan nhà nước khi thi hành pháp luật, đây là câu đúng. Không tố cáo những việc làm trái pháp luật của người khác, có, đây là câu sai. Bởi vì chúng ta thấy việc làm sai mà chúng ta bỏ qua, chúng ta lờ đi, thì mặc nhiên cái xấu, cái sai nó sẽ tồn tại và sẽ lan dần ra, sẽ vì lâu dài sẽ có hại cho nhà nước và công dân. Như vậy, câu này là không thể hiện trách nhiệm của công dân. Câu đi, học tập, tìm hiểu để nắm vững các quyền tự do cơ bản của mình. Chắc chắn đây là câu đúng. Như vậy, phương án trả lời đúng nhất của câu 6 đó là không tố cáo những việc làm trái pháp luật của người khác. Vậy, thông qua những kiến thức mà cô và các em đã học trong tiết học ngày hôm nay sẽ giúp các em thật nhiều trong những kỳ thi tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.